Thủy ơi! Thủy ơi! Anh thấy cơn chưa? Thôi mang lên mẹ xem hả? Anh lên mẹ xem với. Cái này là ghế của con. Mẹ mượn. Bà lên mẹ xem không phải của mẹ làm không? Mang lên xem nào. Cho mẹ xem với. Đâu, đưa mẹ xem nào. Con xem ấy nhá.
Con bấm vào cái bảng chữ cái cho con ấn cho con học nhá. Bật điện lên. Yeah.